Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng thể để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng để góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này. Thưa quý vị, trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tổng kết những công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ. Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những nét lớn trong cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, chiến lược quan trọng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh xây dựng ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Hội đồng, chương trình nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2021. Và trong một cái thời gian ngắn trong vài ba năm vừa qua, chúng ta đã xây dựng một loạt cái chiến lược về quốc phòng và an ninh, những chiến lược rất quan trọng như chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và hiện nay chúng tôi cũng đang chỉ đạo phải xây dựng một số những cái chiến lược có liên quan trực tiếp đến chúng ta, cực kỳ quan trọng, không thể để bất ngờ bị động. Trong bất cứ tình hình nào chúng ta cũng được, không được để bất ngờ về vấn đề quốc phòng an ninh ở tất cả các hướng, cả phía Đông, phía Tây Nam, phía Bắc, với các nước ở xa, các nước ở gần, nước lớn, nước nhỏ. Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, có thể khái quát thành tựu nhiệm kỳ qua trong 5 cân đối hài hòa lớn, trong đó nổi bật là sự hài hòa giữa mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, giám sát của Quốc hội, hợp tác của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức xã hội. Thứ hai là hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh với bảo đảm sự tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường. Nói cách khác, đây là hài hòa giữa ổn định và đổi mới, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng nhấn mạnh, một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, có ý chí,
quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững, trường tồn. Một dân tộc mạnh phải là một dân tộc đoàn kết, có ý chí, quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững, trường tồn. Dân tộc ta có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với lịch sử hào hùng, anh dũng chống ngoại xâm, là một dân tộc đã sinh ra nhiều bậc hiền nhân, danh nhân của nhân loại và kiên cường vượt qua thiên tai khắc nghiệt để trưởng thành và phát triển. Với khí thế và khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc, cùng với tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân cả nước, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới những mục tiêu khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Trong buổi chiều tiếp tục chương trình của kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi. Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Còn trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì lễ tổng kết hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa 14. Dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội. Được thành lập từ tháng 5 năm 2008, trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng thể hiện được vai trò đại diện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đã có hàng trăm ý kiến phát biểu tại nghị trường qua các kỳ họp Quốc hội, góp ý vào các báo cáo, dự án luật cũng như các phiên chất vấn được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Đáng chú ý, tại các diễn đàn quốc tế, các nữ đại biểu Quốc hội đã có nhiều đóng góp tiếng nói của mình, qua đó đã khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong thời đại số. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhiều nữ đại biểu Quốc hội đã được tặng nhiều phần thưởng, huân chương cao quý. Đây là minh chứng và sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội, hướng tới mục tiêu có 35% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Nhân dịp Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, cử tri trên cả nước đã bày tỏ nhiều kỳ vọng vào kỳ họp quan trọng của đất nước, đồng thời gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tập trung đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đất nước ta đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều cái khó khăn, thách thức, thế nhưng mà toàn Đảng, toàn dân đã đoàn kết một lòng, đưa đất nước ta thu được rất nhiều cái thắng lợi. Và không những là đời sống của nhân dân được cải thiện, mà ngay bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao cái thành tích của chúng ta, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời là kết hợp để khôi phục lại kinh tế. Đấy là cái thắng lợi kép, có cái dấu ấn rất là đặc biệt ở trong cái nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Công tác đấu tranh chống tham nhũng này, chống Covid rồi, đi đôi với việc phát triển kinh tế đã làm cho đất nước ta, nhân dân ta ngày càng tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo ở Quốc hội, tin tưởng vào chính phủ và tin tưởng vào Đảng vững bước đi lên. Mong muốn rằng trong Quốc hội khóa mới, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để không còn có những trường hợp là lũng đoạn, làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 12 ngày. Quý khán giả có thể tiếp tục cập nhật các thông tin về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng. We'll be right back.
Thưa quý vị, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đây là nội dung quan trọng được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Việc thực hiện quan điểm này không khó nếu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên sâu sát, thấu hiểu người dân cần gì và cụ thể hóa mọi việc làm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là xưởng may của Hợp tác xã Phát triển Nông thôn Út Hồng, được hình thành từ mong muốn thoát nghèo của gia đình anh Lê Quang Đức và từ sự hỗ trợ về nhiều mặt của cấp ủy chính quyền sở tại. Khó khăn về nguồn vốn thì cũng được cái chính quyền ở địa phương rất là quan tâm, cũng đã đến tận nơi tư vấn rồi hỏi han như là hội phụ nữ, rồi là hội nông dân cũng như là cơ quan đảng ủy chính quyền của xã. Đấy thì từng bước và được sự giới thiệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Giờ đây, không chỉ gia đình anh thoát nghèo mà còn tạo thêm việc làm, thu nhập giúp nhiều gia đình khác ở vùng quê nghèo khó này vươn lên trong cuộc sống. Xưởng may đi vào hoạt động thì tôi thấy rằng là đã tạo điều kiện tạo công việc cho là công ăn việc làm cho rất nhiều người. Người tay nghề có tay nghề thì lương thu nhập sẽ từ 8 triệu, 9 triệu cũng có thể là hơn. Còn những người mà mới được đào tạo thì cũng được hỗ trợ. Đó là kết quả sau một thời gian tìm tòi giúp dân mở hướng thoát nghèo của cấp ủy chính quyền nơi đây. Chúng tôi cũng quan tâm đến cái vấn đề vay vốn giúp cho người nghèo có vốn để vươn lên thoát nghèo, lao động sản xuất, chăn nuôi. Chúng tôi đã phân tích để cho họ thấy rõ được là một là làm ăn ở các đơn vị doanh nghiệp trong nước, hai là phát triển sản xuất tại gia đình, ba là xuất khẩu lao động thoát nghèo để đảm bảo người ta nguyện ý lại trông chờ. Từ việc nắm rõ thực trạng cũng như khát vọng thoát nghèo của người dân, Phú Bình đã có hoạch định và những bước đi rõ ràng, chắc chắn, có tầm nhìn lâu dài. Trong 5 năm qua, địa phương này đã giảm được gần 10% tỷ lệ hộ nghèo từ 12,67% xuống còn 2,98%. Thành công của Phú Bình đã cho thấy việc thực hành quan điểm dân là gốc mới được bổ sung vào văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Không có gì là trừu tượng xa vời cả, mà nằm ở trong những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ hai chữ vì dân. Văn kiện Đảng bổ sung nó chính là phát triển một cách chi tiết cụ thể. Chứ bây giờ cứ nói lấy dân làm gốc thì là gốc ở đâu? Những nội dung nào biểu hiện ở điều gì, nên chúng ta cứ đưa ra thành những tiêu chí, những mối quan hệ như vậy. Chúng ta phát triển đúng không ạ? Thì chúng ta tập trung vào nhân dân, đời sống tinh thần, vật chất. Bắt tay vào những việc làm cụ thể, đáp ứng những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân chính là cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc vào cuộc sống. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Hôm nay, Bộ Công an Lào đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào. Tham dự có Đại tướng Chăn Sa Mòn Chăn Nha Lạt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vị Lai Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. Thượng tướng Vị Lai Lạ Khẩm Phong, Bộ trưởng Công an Lào đánh giá sự trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Lào từ thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cho đến nay đều có sự đóng góp của chuyên gia Công an Việt Nam. Đi đối với nhiệm vụ chiến lược đào tạo lực lượng Công an Nhân dân Lào, các đồng chí chuyên gia Công an Việt Nam đã phối hợp tham mưu giúp lực lượng Công an Nhân dân Lào có hiệu quả, góp phần phát hiện, làm thất bại âm mưu phản động cũng như việc triệt phá lực lượng phản động lưu vong, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn độc lập, chủ quyền vững chắc và cuộc sống bình yên của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Thượng tướng Bộ trưởng Công an Lào Vị Lai Lạ Khẩm Phong đã trao huân chương Isala hạng 2 tặng cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, trao huân chương Isala hạng 3 tặng Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng. Cũng nhân dịp này, Thượng tướng Vị Lai Lạ Khẩm Phong và Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng đã trao tặng cho nhau cuốn sách lịch sử chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào bằng tiếng Lào và tiếng Việt do Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cùng nghiên cứu biên soạn, sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Thưa quý vị, tính tới 18 giờ chiều nay, ngày 24 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong khi đó, thì công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đang tiếp tục được triển khai.
hôm nay đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra việc tiêm vaccine tại tỉnh Quảng Ninh. Sáng 24 tháng 3, 12 nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã được tiêm những mũi vaccine chống COVID-19 đầu tiên. Buổi chiều tiếp tục có 17 y bác sĩ được tiêm. Tại mỗi điểm tiêm, bệnh viện đều bố trí khâu tiêm chủng theo quy tắc một chiều, áp dụng quy trình sàng lọc, phân luồng ngay từ khâu đón tiếp, khu vực theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo dõi của cơ quan y tế. Kiểm tra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 của tỉnh, đồng thời lưu ý Quảng Ninh cần đẩy nhanh tiến độ tiêm cho các lực lượng tuyến đầu trực tiếp khác. Quay về với Quảng Ninh thì chúng tôi thấy là tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thì phải nói là cái cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị, con người và các cái điều kiện đảm bảo cho tiêm chủng rất là tốt. Qua thực tế thì chúng tôi thấy công chí làm các cái bước, các cái quy trình trong thực hành tiêm chủng vaccine COVID-19 thì cũng đúng theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ. Cho đến thời điểm này, Quảng Ninh là một trong 13 tỉnh được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 năm 2021. Tỉnh được tiếp nhận 4.100 liều vaccine của tập đoàn AstraZeneca. Dự kiến trong tuần này, tỉnh sẽ tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên, gồm nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, người tham gia phòng chống dịch COVID-19. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 3, các bệnh viện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là bệnh viện tuyến đầu chống dịch, sẽ lần lượt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế. Bệnh viện quận 11 là một trong những đơn vị tuyến đầu tiếp nhận, khám và chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhân viên y tế của các khoa phòng trực tiếp tiếp cận với người bệnh đã được chỉ định là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19. Vừa là nhiệm vụ luôn, vừa bảo vệ sức khỏe của mình. Có sức khỏe thì mới chăm sóc được cho bệnh nhân và bảo vệ cả gia đình. Sau 30 phút thì hiện tại thì em vẫn thấy bình thường, không có triệu chứng gì xảy ra. Trước khi tiêm vaccine, các nhân viên y tế đều được khám sàng lọc và tư vấn phải bảo đảm đủ yêu cầu sức khỏe mới được tiêm. Sau khi tiêm, họ tiếp tục được theo dõi ít nhất 7 ngày tại nhà và 30 phút tại điểm tiêm. Những cái thông tin về vaccine, nguồn gốc rồi quá trình chuẩn bị cũng như quá trình hậu tiêm thì đã được tập huấn, được hướng dẫn rất là kỹ rồi. Chúng em là những nhân viên ngành y đầu ngành thì tụi em có hiểu biết được những cái về vấn đề đó. Những vấn đề đó chỉ xảy ra với những người có những cái nền bệnh cũ thôi. Còn những người hoàn toàn khỏe mạnh thì cứ yên tâm để sử dụng vaccine này. Yeah. Trong đợt này sẽ có 20 bệnh viện tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tiêm vaccine cho nhân viên y tế. Trong đó có bao gồm một số bệnh viện quận, huyện, cũng là những bệnh viện đã đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine COVID-19. Mình phải làm đầy đủ các cái quy trình để bảo đảm an toàn tiêm chủng, từ cái tập huấn rồi từ cái việc mà chuẩn bị các quy trình đảm bảo và chuẩn bị các theo dõi sau tiêm và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trang thiết bị để cấp cứu sau tiêm nếu có xảy ra phản ứng. Chúng tôi cũng đề nghị là các đơn vị chủ động theo dõi, xử lý và báo cáo các cái phản ứng có hại. Thứ hai là đề nghị Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn thành phố tổ chức giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đảm bảo theo đúng kế hoạch. Chiến dịch vaccine COVID-19 đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 22 tháng 3 và hoàn thành trước ngày 19 tháng 4. Với mục tiêu 95% nhân viên tham gia chống dịch được tiêm và phải bảo đảm an toàn, hiệu quả. Người được tiêm chủng sẽ được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và cần giữ kỹ để được tiêm nhắc lại lần 2 sau 12 tuần. Thưa quý vị, VSSID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phấn đấu trong năm nay sẽ có khoảng 30 triệu người cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số có các tính năng cung cấp thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, các chế độ hưởng, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia từ năm 2017, tức là thời điểm các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chính thức liên thông dữ liệu, giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người dân. Hiện chỉ có người dân ở 10 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 được dùng tài khoản điện tử đi khám bệnh. Năm 2021,
ngành bảo hiểm xã hội sẽ triển khai cho khoảng 30 triệu người dùng cài VSSID với điều kiện người dân có smartphone. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thống nhất với Bộ Y tế, có hướng dẫn cụ thể cho người đã cài đặt VSSID dùng tài khoản bảo hiểm điện tử đi khám chữa bệnh thay cho thẻ giấy. Theo thống kê mới nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn 433 khu vực trọng điểm cần tập trung các giải pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn, triều cường hay xả lũ. Khi có dự báo mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa đạt trên 50mm trong 24 giờ, đỉnh triều vượt mức báo động 2 từ 1,5m trở lên, sẽ có 433 khu vực bị ảnh hưởng ngập. Trong đó, quận 1 có 49 điểm, quận 8 48 điểm, thành phố Thủ Đức 44 điểm, quận Bình Thạnh 22 điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng. Trước mùa mưa, triều cường cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và gia cố các công trình phòng chống ngập lụt, cống ngăn triều, bờ bao, tiêu thoát nước, tổ chức nạo vét, khai thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoát nước trên địa bàn theo kế hoạch. Một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì bắt giữ. Số tiền giao dịch trong đường dây này lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đều có địa chỉ thường trú ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đối tượng Phùng Văn Hùng, tức Hùng Cụt, được xác định là người cầm đầu. Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2019, Hùng và Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức nhận số lô đề của khách chơi tại nhiều tỉnh thành, rồi chuyển cho đối tượng khác để hưởng tiền chênh lệch. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt, quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Dương Văn Nam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện vụ án này đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, vào chiều nay, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã họp để đưa ra án kỷ luật dành cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sau pha vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng trong cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. VFF đã quyết định treo giỏ Hoàng Thịnh 9 tháng đến hết ngày 31 tháng 12, đồng nghĩa là mùa giải này đã khép lại với tiền vệ mang áo số 9. Hoàng Thịnh cũng phải nộp phạt 40 triệu đồng và chịu mọi chi phí trong điều trị chấn thương của Hùng Dũng. Hoàng Thịnh là cầu thủ nhận án kỷ luật nặng nhất lịch sử cho tình huống phạm lỗi bạo lực mang tính triệt hạ đối thủ. Cầu thủ Hùng Dũng hiện đã được phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết anh sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu là 6 tháng để bình phục chấn thương. Quý vị khán giả thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin trong nước tối nay của chúng tôi. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật có trong bản tin GMT Cộng 7 cùng với biên tập viên Thanh Huyền. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn chị Mỹ Linh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Ấn Độ mở rộng đối tượng tiêm chủng cho người trên 45 tuổi. Hộ chiếu vaccine, phao cứu sinh của nền kinh tế. Thái Lan xác nhận đàm phán về bong bóng du lịch với các nước khác. Thưa quý vị, Mỹ và Mexico mới đây đã thảo luận những cách thức nhằm bảo vệ người di cư. Động thái diễn ra trong bối cảnh số lượng người di cư đổ về Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và trở thành thách thức chính sách cấp bách với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngoại trưởng Mexico và các phái viên của Tổng thống Mỹ đã thảo luận nhằm nêu bật những hành động nhân đạo để thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực Trung Mỹ, qua đó giải quyết căn nguyên của tình trạng di cư sang Mỹ, gây áp lực ngày càng tăng với chính quyền Đảng Dân Chủ. Hai bên cũng thảo luận về những cơ chế khác nhau cho quá trình di cư trật tự và an toàn, cũng như bảo vệ nhân quyền, đặc biệt với trẻ em. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mexico thời gian gần đây đã tăng cường các chiến dịch ở biên giới phía Nam để ngăn chặn dòng người di cư tiến về phía Bắc, tìm cách vào Mỹ. Một trận động đất mạnh 5,4 độ đã xảy ra ở khu vực phía Tây Tân Cương của Trung Quốc rạng sáng nay, khiến 3 người chết và hàng trăm người sơ tán.
Theo Trung tâm Theo dõi Động đất Trung Quốc, trận động đất đã xảy ra ở Bai Cheng, phía tây bắc tỉnh Ách Su, Tân Cương vào khoảng 5 giờ 14 phút sáng theo giờ địa phương, ở độ sâu 10 km. Trận động đất khiến 3 người chết, 65 ngôi nhà hư hại và hàng trăm người phải sơ tán. Sở Cứu hỏa tỉnh Ách Su đã điều 3 xe chữa cháy và 12 nhân viên cứu hộ đến tâm trấn ở Bai Cheng để triển khai hoạt động tìm kiếm và tiếp tục theo dõi tình hình. Ấn Độ sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 1 tháng 4 tới cho tất cả những đối tượng trên 45 tuổi, trong bối cảnh nhiều bang đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của các ca mắc COVID-19. Bộ Thông tin Ấn Độ cho biết quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới này đã viện trợ hoặc xuất khẩu hơn 60 triệu liều vaccine COVID-19, nhưng đến nay mới thực hiện tiêm được 49 triệu liều ở trong nước do tỷ lệ người dân được tiêm chủng chưa cao. Hiện chỉ có người cao tuổi và những người trên 45 tuổi mới đủ điều kiện tiêm chủng, bên cạnh các nhân viên y tế và lực lượng phòng dịch tuyến đầu. Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đang đứng thứ 3 thế giới với hơn 11,6 triệu ca. Hôm nay, Bộ Y tế nước này thông báo đã phát hiện một biến thể đột biến kép mới của virus SARS-CoV-2 tại bang Maharashtra. Thưa quý vị, hộ chiếu vaccine, chứng chỉ xanh hay chứng nhận tiêm chủng số là tên gọi chung của một loại thẻ số hay giấy chứng nhận cho người đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Hiện một số nước đã ban hành loại chứng nhận này nhằm giảm những rào cản, hạn chế đối với người đã được tiêm chủng trong đời sống xã hội. Trong khi một số nước và khu vực cũng đang tích cực thúc đẩy việc áp dụng mô hình trên với mục tiêu cứu vãn nhiều ngành nghề bên bờ vực phá sản do đại dịch COVID-19 kéo dài. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, ngành du lịch là một trong những ngành bị tác động nghiêm trọng và nặng nề nhất. Theo số liệu mới công bố của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, đại dịch trong năm 2020 đã thổi bay khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ của ngành du lịch quốc tế, khiến lượng khách quốc tế giảm khoảng 1 tỷ lượt, tương đương với giảm 74% so với năm 2019. Thiệt hại do đại dịch gây ra cao gấp trên 11 lần so với thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, ảnh hưởng tới 120 triệu việc làm toàn cầu, trong đó châu Âu là nạn nhân lớn nhất. Những nền kinh tế trông chờ nhiều vào ngành du lịch ở châu Âu theo đó cũng thất thu đáng kể, ảnh hưởng không chỉ tới nguồn thu nhà nước mà còn tác động trực tiếp tới các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, bảo tàng, hàng không. Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đồng loạt triển khai chương trình tiêm chủng vaccine, ý tưởng hộ chiếu vaccine được đưa ra kết hợp với việc đẩy nhanh các xét nghiệm như khiến ngành du lịch bừng tỉnh với hy vọng vào những ngày tháng dễ thở hơn phía trước. Các xét nghiệm nhanh cùng kế hoạch đưa vào thực hiện thẻ tiêm chủng kỹ thuật số được cho là sẽ tạo sự chuyển mình cho ngành du lịch sau một năm kiệt quệ vì khủng hoảng. Các công ty lữ hành Đức đang kỳ vọng vào một mùa du lịch hè khởi sắc, bất chấp làn sóng lây nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Không có gì nghi ngờ rằng chứng nhận tiêm chủng của châu Âu có thể giúp khôi phục việc tự do đi lại. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tây Ban Nha, Hy Lạp, Cộng hòa Síp cho một mùa hè sôi động phía trước. Chứng chỉ tiêm chủng số là phao cứu sinh cho ngành du lịch, đặc biệt với những chặng dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng tại châu Âu đang diễn ra hết sức chậm chạp, một phần do thiếu vaccine, việc đưa ra một chứng nhận tiêm chủng số như vậy cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng điều đó sẽ là không công bằng với những người chưa được tiêm chủng. Tình trạng thiếu hụt vaccine như hiện nay cho thấy hầu hết những người được tiêm vaccine đều ở các quốc gia phát triển. Sẽ thật vô lý khi những người giàu mới có quyền tự do đi du lịch, tự do đến quán rượu hay rạp chiếu phim, dẫn đến những tâm lý bất mãn trong xã hội. Giới chức EU thông báo chứng nhận tiêm chủng số sẽ hoàn tất và sẽ được vận hành từ ngày 1 tháng 6 tới, giúp tạo thuận lợi cho người dân châu Âu trong kỳ nghỉ hè. Đây không hẳn là một chứng nhận tiêm chủng thuần túy, mà là một chứng nhận y tế, bởi nó đi kèm 3 loại dữ liệu gồm thông tin đã được tiêm chủng, kết quả xét nghiệm PCR kháng nguyên nhanh, và những trường hợp đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 do đã có kháng thể trong máu. Đây sẽ là một dạng ID kỹ thuật số, tức là một ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, chứ không phải là hộ chiếu thực để thu thập tem tiêm chủng. Mặc dù chứng chỉ chủ yếu được sử dụng dưới dạng số hóa, nhưng chúng có mã hóa QR được cá nhân hóa và cũng được in trên giấy. Ngoài ra, phải có chữ ký điện tử để làm bằng chứng chống giả mạo. Vì thế, chứng nhận này không mang tính phân biệt đối xử giữa những người đã tiêm và chưa tiêm.
Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, trong khi tốc độ tiêm chủng diễn ra chậm chạp, chứng nhận tiêm chủng hiện được coi là một lối thoát khả dĩ đối với nhiều ngành kinh tế. Các chuyên gia nhận định, chứng nhận tiêm chủng số đặc biệt hữu ích với những nước kiểm soát tốt dịch bệnh, bởi nó cho phép nền kinh tế dần mở cửa trở lại một cách an toàn. Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc WFP vừa cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực ở 20 quốc gia, đồng thời cho biết tình trạng này sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trong vài tháng tới. Trong số các quốc gia bị cảnh báo, Yemen, Nam Sudan và Nigeria có nguy cơ cao nhất, đòi hỏi cần có hành động nhân đạo khẩn cấp. Báo cáo đánh giá hơn 34 triệu người trên thế giới đang đối mặt với nạn đói khẩn cấp và có tỷ lệ tử vong rất cao. Để ngăn chặn nạn đói và khẩn trương mở rộng quy mô hỗ trợ, Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc vào đầu tháng này đã kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp 5,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2021. Ngân hàng Thế giới hôm qua đã kêu gọi các nước giảm thuế để thúc đẩy hoạt động thương mại toàn cầu, đồng thời coi đây là yếu tố then chốt giúp sớm khôi phục kinh tế sau đại dịch. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass khẳng định thương mại rộng mở là cực kỳ quan trọng đối với phục hồi hậu đại dịch của các nước đang phát triển. Cũng theo ông Malpass, kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, các thể chế tài chính quốc tế đã cung cấp 10 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ hoạt động kinh tế toàn cầu và sắp tới sẽ chi 4 tỷ đô la Mỹ cho sản xuất vaccine COVID-19. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan, ông Anutin Chanvirakul xác nhận rằng quốc gia Đông Nam Á này đang đàm phán về bong bóng du lịch với các nước khác. Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết những người đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ nhận được một giấy chứng nhận mà sẽ được coi là hộ chiếu vaccine để mang theo mọi lúc mọi nơi. Ông Anutin thông báo Thái Lan hiện đang đàm phán với nhiều quốc gia về bong bóng du lịch, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động khi có nhiều người được tiêm chủng hơn. Chính phủ Thái Lan đã đặt mua ít nhất 63 triệu liều vaccine để cung cấp cho khoảng 60% dân số vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, lễ rước đuốc Olympic Tokyo sẽ chính thức diễn ra trong ngày mai 25 tháng 3, với điểm đầu là tỉnh Fukushima. Ban tổ chức Olympic nhấn mạnh cam kết đặt mục tiêu an toàn lên trước tiên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Nhật Bản. Trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo Seiko Hashimoto khẳng định sức khỏe của nhân viên và hoạt động rước đuốc đã được kiểm soát cẩn thận. Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các bên liên quan nhằm tránh việc tập trung đông người ở các tuyến đường và địa điểm diễn ra sự kiện rước đuốc. Đội ngũ nhân viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia J-Village ở tỉnh Fukushima cũng rất háo hức và tự hào khi hành trình rước đuốc sẽ bắt đầu từ đây. Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, và việc lễ rước đuốc bắt đầu ở đây, nơi tôi làm việc, là niềm tự hào vô cùng to lớn. Lễ rước đuốc sẽ đi qua một số khu vực từng là nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng hồi năm 2011. Sự kiện sẽ không có khán giả và chỉ được truyền hình trực tiếp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.